Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio cổ đại của MC Annie. Bây giờ là tập 9 của Hồng Phai Xanh Thắm Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Trường 23 Chàng thiếu niên mang mùa xuân tới Vừa nhìn đã thấy thiếu niên này phong thái cao quý, anh em nhà họ thịnh chỉ biết cậu ta lai lịch không đơn giản, liền đứng lên, đích thân đáp lễ. Chàng tiên sinh lại chờ mấy đứa hoàn lễ xong xuôi mới mở miệng giới thiệu. Hóa ra là thiếu niên xinh đẹp này là con trai ruột của một vị quan nhậm chức, chuyển vận sứ, chuyên giám sát muối. Cha là con thứ của tề quốc công phủ, mẹ là con gái của một tương dương hầu, được hoàng thượng sắc phong là quận chúa Bình Ninh. Cả nhà đều xuất thân cao quý. Người nọ tên là Tề Hành, tự nguyên nhược, nhỏ hơn trường bách một tuổi mấy năm trước ở kinh thành đa bái làm học trò của trang tiên sinh sau đó phải theo cha đi nhậm chức nên mới từ biệt trang tiên sinh mấy ngày gần đây tề đại nhân đã tới tuần tra vụ muối ở đăng châu phụng chỉ đến chỉnh đốn ước chừng phải ở lại lâu ngày vợ con tất là phải đi theo tề hành nghe nói trang tiên sinh đến làm khách ở nhà thịnh hoành liền xin cha gửi thiệp đến thăm hỏi mình lạn phát hiện ra trang tiên sinh đối với tề hành hết sức thân thiết trong lòng lại cảm thấy có chút lạ thường mấy ngày nay được dạy bảo từ lời nói tới cử chỉ của trang tiên sinh đối với đám vương công quý tộc thăm hỏi vô cùng coi thường có lần còn nói thẳng đám con cháu công hầu bá phủ đều là đồ sâu mọt ngu xuẩn trong lòng của nàng nghĩ như vậy trường phong lên tiếng trước em nghĩ đã là học trò của trang tiên sinh thì gọi phải gọi một tiếng là anh rồi lại cười nói và không người cúi chào trang tiên sinh lại chỉ vào tề hành cái tên tiểu tử này, gia thế lớn như vậy, con đường làm quan tốt đẹp không đi, lại con tự làm khổ mình, nhọc công mà đọc sách. Trời đông giá rét hay là mùa hạ nóng bức đều đến đấm nhà cỏ nhà ta, làm cho quận chúa nương nương, sốt ruột đến phải dậm chân dậm tay. Làn da trắng trẻ của tỷ hành hơi đỏ, lại xấu hổ. Cha con vẫn là thường tiếc nuối, bởi vì chưa có được tham dự lần thi cử nào, luôn mong mỏi thế hệ con cháu của mình có thể đi trên con đường làm quan đúng nghĩa mày là nhớ có thịnh đại nhân mới được thầy nguyên nhược ta lên mặt mày đến thăm liếc nhìn trường bách đang đứng bên cạnh lặng lẽ mỉm cười liền nói tiếp vị này chắc là trường công tử con trai của thịnh đại nhân anh trường bách nghe nói bây giờ là đang ôn tập để thi hương có tên chữ nhỏ hay không trường bách nói tên chữ nhỏ là tắc thành chẳng tiên sinh đã đặt cho sau đó ba chàng trai lần lượt đến chào hỏi lẫn nhau Thầy hành hướng về phía hai công tử thịnh gia lại chắp tay nói anh tác thành em trường phong trang tiên sinh đã đợi hồi lâu không đủ kiên nhẫn nữa lại mắng mấy cái đứa này trẻ tuổi mà còn cổ hủ hơn cả lão già như ta muốn rong dài thì hãy đi ra ngoài giờ lên lớp ta vẫn còn chưa có giảng xong đâu minh lan âm thầm bổ sung đó là lý do thầy không có hợp với con đường làm quan đó nhìn lúc bọn họ vẫn còn lôi thôi dài dòng minh lan để cho ba nhà hoàn giá ngoại từ lâu đã đi ra ngoài. Đàn quất hiểu chuyện cũng đã đi ra. Vừa lúc gặp tiểu đào chạy tới, liền nhận lấy một túi tiền từ nàng. Để mỗi người 50 đồng, lần lượt đưa cho ba nhà hoàn. Mấy nhà hoàn đều cảm ơn dối rít Tề hành coi như không có chuyện xảy ra. Chỉ liếc nhìn nàng một cái. Trang tiên sinh bảo tề hành ngồi xuống cùng nghe rằng Tiền sai vật đứng ở bên cạnh đã mang theo sẵn một bộ bàn ghế. Lúc ban đầu, chỗ này là bên phải trường bách bên trái là trường phòng, phía sau là mấy người họ là chỗ mấy cô em gái trước mặt của Minh lan vốn không có ai bên cạnh là tường còn phía sau lạnh nhóc trường đống thêm một người đến nhập học nên phải xếp lại lớp chàng tiên sinh xếp hắn ngồi vào trong chỗ hàng đầu phía bên trên bên phải trường bách phía sau lại chính là minh lan minh lan đang oán thầm trong lòng thì lại tầm nhìn đã bị chặn tề hành vừa ngồi xuống liền quanh nhìn nhìn nàng mỉm cười chào em sáu Bình Lan lại ngẩn ngơ, người này sao thế? Theo trực giác, nhìn sang mặt Lan và Như Lan, quả nhiên là thấy các nàng đều nhìn sang bên này ngắm người kia, lại vội vàng kéo kéo vạt áo ngay ngắn, không nói một lời. Lúc này trong lòng lặng yên, Trang Tiên Sinh hắng giọng lại nói. Vừa rồi cô Sáu và nhà Hoàn đã nói gì, mấy đứa đều nghe cả. Mấy đứa lại nghĩ thế nào, nói lên đi, đừng có ngại. Trường Bách mỉm cười. Cái gì nên nói, em Sáu đều đã nói hết rồi trưởng phong lại mần môi liếc nhìn tề hành giống như có chút cố kỵ nhưng mà lại không han phiền điều gì mặc lan và như lan đều diễn điệu bộ tiểu thư khuê các căng thẳng gần chết trang tiên sinh thấy dáng vẻ của mọi người hiểu rõ trong lòng sẽ không hỏi ra được điều gì lại thở dài liền nói với minh lan chúng nó không có chịu nói vậy thì cho nói đi minh lan cùng kính đứng dậy việc này mỗi người đều có chỗ đúng nhưng xấu hổ lại cười một tiếng con trưởng con lớn đều đa rõ. Để tiết kiệm thời gian và công sức, không có nên cái nhỏ ầm ý nữa vậy là được. Tùy hành không nhịn được liền quay đầu lại, trực giác bảo giọng nói dịu dàng và trong sáng đó phía sau, quả nhiên là êm ái. Trang tiến sinh cũng không bình luận gì, ra hiệu cho Minh Lan ngồi xuống, lại hỏi Tùy hành. Nguyên nhược, vừa rồi cháu phía sau cũng đã nghe được không ít, vậy cháu nghĩ thế nào? Tùy hành cũng đứng dậy nói. Con vừa tới đây không lâu, sao có thể nói bậy nói bạ được? nhưng mà chỉ có một điều. hắn dừng một lúc, lại nở nụ cười. vấn đề là cuối cùng em sáu lại hỏi rất hay. ngay lập tức bầu không khí đã được nối lỏng, mọi người đều cảm thấy buồn cười. trang tiên sinh chỉ chỉ vào hắn một lúc, lại lắc đầu. một lát sau, trang tiên sinh lại nhìn về mấy chàng trai ngồi hàng đầu tiên, nghiêm mặt nói: hôm nay ta chỉ muốn nói một lần thôi, ra khỏi cửa này, hết thời đều không có liên quan tới ta là đại trưởng phu phải trung quân ái quốc, bên ngoài mưa to gió lớn giờ nó cũng sẽ qua. Quan trọng nhất là phải luôn luôn kiên định, chớ có nên nóng vội để rơi vào bẫy của người khác. Giúp đỡ bạn bè mà muốn cuốn vào trong tranh đấu vô nghĩa là điều không nên. Làm bề tôi trung thành, đó mới là việc đúng đắn. Đám học trò nghe rằng liên tục gật đầu, mình làn lại thầm oán trong lòng. Lão già này thực sự là quá giàn xảo, Ý nghĩ của lão ta chính là dù vị kia lên ngôi hay không thì mấy cậu thịnh này cũng chẳng có liên quan gì, vội vàng thân thiết. Chỉ sau này trung thành với người nên làm hoàng thượng vậy là được rồi. Những lời này không thể nào nói rõ, nhưng mà lại không thể nào không nói, đành phải nói quanh co khó hiểu. Cuối cùng, sau nhiệm vụ, con lĩnh ngộ được hay không thì chỉ phụ thuộc vào khả năng của người đó. Bởi vì tì hành, phải đến chào hỏi thịnh lão phu nhân, cho nên mấy anh chị em đều tề tiệu ở trong thọ ăn đường dùng bữa trưa. Thịnh lão phu nhân kéo tề hành đến, ngắm nghĩa trong lòng lại rất yêu thích, lại nhìn sang ba đứa cháu gái nhỏ của mình, giống như ba đó hoa, lòng lại khẽ động, nhớ tới mình làn lại muốn thở dài. Vương Thị đứng ở bên cạnh vô cùng phấn chấn, lại vui vẻ giới thiệu. Sau khi thịnh hoành, thấy tề đại nhân mang bái tiếp tới, vừa là gấp cấp trên, lại có quyền thế chủ động tìm tới cửa cho nên hết sức vui mừng, ngay lập tức mời tề hành đến thịnh gia cùng nhau học hành. Tề đại nhân vốn lo lắng con trai bị chậm chế chuyện bài vở, hai người ăn ý với nhau, chuyện trò vui vẻ, qua ba đến năm chén liền biết ngay là đã kết thành bạn bè sau đó còn phát hiện ra những chuyện thần kỳ hóa ra là quốc công phủ và nhà mẹ đẻ của vương thị đã trả qua bảy tám khúc cua ngõ hẻm cũng coi như có chút quan hệ thân thích vương thị lại cười cười quanh đi quẩn lại hóa ra đều là người nhà với nhau tuy là họ hàng xa nhưng mà sau này cũng là phải đi lại nhiều hơn từ bạn đồng liêu biến thành thân thích cả nhà nói chuyện lại càng nhiệt tình ngay cả chị em thịnh gia cũng là không cố kỵ như trước mình lại nghe vương thị truyền đạt xong lại mới hiểu vì sao tề hành mới đầu đã gọi mình là em sáu nhưng mà nàng bên này chỉ là mới nghĩ nghĩ ngợi ngợi trong đầu bên kia như lan đã thân thiết gọi anh nguyên nhược mặc lan cũng theo sau nhóng nhéo gọi một tiếng mình lan lại không nhịn được mà dùng mình đành phải gọi theo tề hành cũng đáp lễ gọi cô tư cô năm và em sáu hạ tầm mắt nhìn mình lan chỉ thấy nàng tết hai bím tóc nhỏ xinh mơ màng đứng bên cạnh bàn tay mũ mĩm che cây miệng xinh xắn đằng ngáp khuôn mặt bầu bĩnh trắng trèo tự như là một chiếc màn thầu khoái miệng của tê hành cong lên chợt lại thấy hơi ngứa tay mình làn chưa bao giờ trải qua một ngày dã nan như vậy từ lúc trời chưa sáng liền đến dậy đống nhì học chữ trang tiên sinh lại kéo dài rời lên lớp không chịu cho nghỉ bữa cơm trưa thì mọi người đều hứng chuyện chuyện trò mái hồi lâu vẫn còn chưa xong bữa buổi chiều mắt thấy trang sư nương giống như là muốn giết người cho nên nàng không có dám ngủ chưa chỉ dám chợp mắt một chút nhưng mà hai chị gái của nàng thì hiển nhiên là cho rằng hôm nay rất tuyệt vời. Buổi chiều, vào giờ học đàn, tiếng đàn của mặc Lan giống như nước chảy dốc sách, tình ý giạt rào. Chàng sư nương nhắm mắt thưởng thức. Như Lan cũng đã thay đổi, không còn nóng nảy như ngày xưa, miệng lúc nào cũng cười, cúi đầu gậy đàn. Mình Lan ngửi thêm một mùi bất thường, liền nhìn lại mấy chị, chỉ thấy gương mặt ai cũng đỏ bừng, mặt mày đều giãn ra giống như là bị ai đó trêu chọc, lại mỉm cười hạnh phúc. Mình Lan thở dài, tiếp tục gầy gầy dây trên cây cổ cầm của mình. Mùa xuân đã tới rồi. Đi đến thời đại này mới phát hiện ra sự chênh lệch với thời hiện đại là còn so với sức tưởng tượng của mình nhiều hơn. Ở cổ đại, chuyện quan trọng nhất ở trong cuộc đời mỗi người là phụ nữ thành thân, lập gia đình, tiếp đó là tới giúp chồng dạy con và cứ sống như vậy đến mãi cuộc đời còn lại. Trước mắt là tập trung vào học tập, học theo thùa may vá, học tính toán sổ sách, học quản lý gia đình, thậm chí là đọc sách viết chữ cũng chỉ là bởi vì chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng đó. Mặc lạn ngầm thờ làm từ không phải là mong tương lai có thể xuất sắc như hạnh lâm, mà là muốn nhắm vào cây danh tài nữ, rất có giá trị trong thị trường hôn nhân, hay là sau khi cưới có thể lấy được lòng của phu quân. Như lạn học tính toán, không phải là bởi vì tương lai sẽ đi làm ở phòng kế toán, mà là muốn sau này có thể giúp chồng quản lý gia nghiệp, tích cóp tiền bạc. Cũng như vậy, mình lạn lại học theo thùa may vá, chỉ ít cũng là để khỏe mẽ với người khác. Một cô gái từ cổ đại rất khó mà bắt đầu như vậy. Các bậc trường bối sẽ dần dần gieo vào đầu của cô những suy nghĩ thành thân sinh con. Cô nào mưu mẹo thì thậm chí còn tính toán cho bản thân từ rất sớm. Lúc còn nhỏ, mẹ Diêu Chị luôn muốn nói mỗi một câu đó là Kỳ thi trung học lần này mà thành tích của con bị tụt xuống một bậc thì mặc coi trường đến, ngay cả trường cao học chung là cũng sẽ không có thi nổi. Mà nàng ngừa cổ đại, câu cửa miệng của phòng mama đó là một con vịt mà theo đến bốn ngày, sau này làm sao có thể theo được quần áo cho chồng con? Vậy chẳng phải là khiến cho nhà chồng chê cười rồi. Tất nhiên, các cô gái ở thời điểm này sẽ làm một số động tác giả, vờ e thẹn và xấu hổ theo thường lệ. Nhưng mà trong đầu các nàng đã nhận thức được rất sớm, quan niệm sống chết cũng sẽ phải lấy chồng, thậm chí là bắt đầu bản thân sớm mà tính toán. Đó là lý do vì sao, nhìn gương mặt giống như đóa hoa mùa xuân trên mặt của Mạc Lan và Như Lan, mình Lan không cảm thấy có gì khó hiểu. Đối với các nàng là những cô gái thời cổ đại, vị hôn phu không chỉ là tình yêu mà còn là phiếu cơm cả đời là tờ giấy cam đoan của cuộc sống an ổn sau này thấy hành động này của các nàng ấy như vậy mình làm cho rằng đó là một điều hiển nhiên nếu như cố ra vệ thực sự ngây thơ gọi một tiếng anh thân thiết thì đó mới là quá mức giả dối gặp được một chàng trai đẹp trai xuất chúng ra thế thì hiển hách nảy sinh ra cái ý nghĩ đó đó là điều bình thường mình làm lại chợt cảm thấy chán nản Cuộc sống ở Thọ An Đường vừa an toàn lại còn ấm áp, nhưng mà nàng không thể mãi mãi cứ ngồi chờ đợi ở đây, đến 10 tuổi lại bước qua một cửa ải khác. Các chị ấy đã ra ngoài ở, còn mình thì vẫn chưa có ở riêng. Buổi tối trước khi đi ngủ, mình là nàng xem một quyển cầm phổ, gã say vật bên cạnh trường Bách, hãn ngưu đã vui vẻ chạy tới. Tay bề một cái bồn sứ thanh hoa trắng nồng miệng, rộng cao một thước, thận trọng đặt lên trên bàn, lại thở phù một cái, quyệt chán đầy mồ hôi. Cô giáo, Hai con cá nhỏ này là cậu cả tặng cho cô ngắm chơi, bảo rằng cô hai đọc sách theo thùa, thường xuyên ngắm cá sẽ tốt cho mắt. Mình lan tới sền, chỉ thấy trong bồn sứa cạn có hai con cá chép, gấm vân trắng, vài óng ánh đỏ tươi hoặc là trắng tuyết, đuôi cá uốn lượn, đáy bồn còn có điểm vài hòn đá cuội cùng với mấy cây thủy tạo mềm mại, nước dập dành, cá tung tăng, đỏ tươi xanh biếc lại thêm sáng trắng sứ, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Mình lan mừng rỡ, lại ngẩng đầu cười với hãn ngưu. Cái này rất đẹp mắt Người về nói với cậu cả Em gái rất vui Đa tạ anh cả Đàn quất mau thưởng cho hán nghiêu 200 tiền Vất vả cho cậu ta rồi Hán nghiêu cũng là chỉ 11 hoặc 12 tuổi Nghe nói tới tiền thưởng thì mặt mày hân hoan Nhận lấy sâu tiền Khuôn, khuôn miệng lại cảm ơn Minh Lan Đàn quất tiện tay gói một ít điểm tâm chân bàn đưa cho hắn Sau đó bảo lục trì tiến hắn đi về Tiểu đào vẫn còn tính trẻ con Vừa thấy hắn nghiêu lên đi vội vàng đến để xâm, sắp xếp cá chép gấm cứ tấm tắc khen đẹp đàn quất quay lại liền nhìn thấy đôi chủ tớ cứ đứng mái mà nhìn chằm chằm vào hai con cá chép lại còn dùng ngón tay mũ mĩ mà chỉ trỏ không nhịn được mà cười nói cậu gà rất là chu đáo nghe nói trong phòng cậu ấy có một cái chậu to như thế này nuôi mấy con chép gấm hai con này chắc là lấy ra từ cái chậu đó tiểu đào ngẩng đầu lại cười lém lỉnh chị đàn quất nói đúng đó Hồi em ở trong phòng lão phu nhân cũng đang nghe nói như vậy. Mấy con cá chép gấm này là bảo bối của cậu cả. Thường ngày không có ai được chạm vào đâu, nhất là cô năm. Lần này tặng cho chúng ta tận hai con. Thực sự là kỳ lạ. Mình Lan lại không nói gì. Dùng ngón tay muốn miếng luồn vào trong nước trêu đùa cái bụng béo béo của hai con cá chép. Lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng vì ban ngày đã chọn đúng đội sao? Nếu như vậy thì cũng đúng. Điều đó chứng minh là anh Trường bác rất hiểu chuyện, có thể đi theo một ông chủ sáng suốt, thực sự là một chuyện đáng mừng. Không thể không nói, trận đấu của Vương Thị xác suất thành công vẫn rất cao, khua gậy ba lần, ít nhất là cũng phải vào được hai trái. Hết trường Trường 24, trọng tài trong cuộc chiến Hoa Hồng Sáng ngày thứ hai, mình Lan không thể nào dạy trường đống học bài là bởi vì Như Lan và Mặc Lan từ sáng đến tối, chúng nó cứ quấn lên lão phụ nhân không có chịu đi, rồi lại chiếm cứ thư phòng ở ngay bên phải phòng khách. Mình Lan thấy tình hình không ổn, liền lặng lẽ nháy mắt với Đàn Quất. Đàn Quất hiểu được, đứng chờ trường đống trước cửa, lại nói cho cậu ta biết, hôm nay nghỉ học. Mặc Lan tới trước, ống à ống ẹo hồi lâu, lại nhìn thư phòng của mình Lan từ đầu đến đuôi, lần lượt khen từng thứ, cuối cùng là mới nói rõ đến mục đích tới hy vọng được đổi chỗ ngồi với Minh Lan. Lòng của Minh Lan hiểu rõ, nhưng mà miệng lại nói. ơ, ừ, lúc trước chị Tư muốn ngồi bên trái tường cơ mà. Nói chỗ đó chắn nắng, sức khỏe thì yếu. Nếu ngồi chỗ đó có ánh nắng chiếu vào sẽ đau đầu đấy. Hành nàng bị phơi nắng đến hòa mắt chóng mặt. May mà sau đó, thịnh lão phu nhân lại cất công tìm một tấm sa màu tối từ trong kho, dán lên cửa sổ lớp học. Mặc Lan đỏ mặt, miệng lại lẩm bẩm vẫn còn chưa nói rõ lý do vì sao thì như lan tới nó vốn thẳng thắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề hy vọng được đổi chỗ với minh lan ở giữa quá tối gần cửa sổ thì lại có nhiều ánh sáng hơn trong lòng của minh lan lại cảm thấy buồn cười lại cố tình vỗ tay hỉ hạ nói vậy thì tốt quá đơn giản là chị tư với chị năm đổi chỗ cho nhau thì được rồi chị năm có thể nhìn rõ hơn chị tư cũng sẽ không bị đau đầu sắc mặt của mặc lan rất khó coi im lặng vẫn xoắn khăn tay nhưng Lan lại không hiểu đầu đuôi Muốn hỏi Mạc Lan cho rõ ràng để mà đổi chỗ Cũng là xị mặt ra Hai đứa cứ nhìn nhau Đứng mà rằng co Minh Lan mang về mặt ngây thờ Lại nói Em ngồi ở đâu không có quan trọng Cho nên để cho hai chị chọn trước đi Chẳng hiểu tại sao Minh Lan lại rất hào hứng về ý đồ xấu xa này Mạc Lan và Như Loan tính toán ở trong đó hồi lâu, lại nhìn Minh Lan truyền ra một vẻ trẻ con, nghĩ rằng mối đe dọa của nàng khá nhỏ, rút ra kết luận cuối cùng, ai cũng sẽ không thay đổi. Ở độ tuổi này, vóc dáng của con gái bắt đầu thay đổi. Mặc lan dần dần cao hơn, dáng người nảy nở, phong tư hấp dẫn, mạnh mai như liễu, phẳng phất và âu sầu, lạnh nhạt. Như lan thì giống vương thị, dáng người đoan trang, khỏe khoắn, thân hình cũng giống như mặc lan tuy là thua kém về diện mạo nhưng mà cũng bừng bừng sức sống thanh xuân. Chỉ có mình lan vẫn còn nguyên dáng bánh bao mập trắng. Mình lan sợ sợ mũi, vấn đề này là do gen di truyền, không có liên quan tới nàng. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, thời kỳ ăn mặc giống nhau của ba chị em hoàn toàn chấm dứt. Mặc lan, búi kiểu tóc vần kế, cài đôi châu hoa kết từ sáp ong, ngọc thạch và san hô. Tóc mài lại cài một đóa hoa bạch ngọc tươi, mặc áo sa mỏng, màu xanh theo thành nhọ, thành hoa. Cổ tay đeo một đôi vòng ngọc bích nạm bạc chạm nhau kêu đình đàng, nó nà như là một đóa ngọc lan xanh chớm nở. Như làn thì búi kiểu tóc song hoàn kế, cài một chiếc châm hình con bướm sặc sỡ bằng ngọc lưu ly, li tua chân trâu rất dài, đồng đưa rực rỡ, mặc chiếc váy từ tơ tầm ngũ sắc cổ chéo. Hai tay lại dùng tơ mảnh xuyên qua hai hạt trâu lớn, rũ xuống lòng lành mỹ lệ, cách ăn mặc lấn át mặc lan. Hai cô lan đều ăn mặc thanh cao và nhò nhã, không quá trừng diệt. Mình lan nhìn đến thấn thờ, không biết có phải là do mình may mắn hay là quá thông minh cho nên để cho thôi ma ma cuộn hai bím tóc tròn tròn hai bên, cuốn nhanh một chuối ngọc san hô trông có phần đáng yêu. Từ sáng sớm, Tề Hành cũng đưa đến theo thư đồng, vận trung y xanh nhạt, bên ngoài khoác bị giáp dài thắt ở lưng, cổ áo xanh ngọc theo hải thủy, thủy thú, ánh lên một làn da trắng tuyết, dáng người đĩnh đặc. Mắt của Mạc Lan sáng ngời, lại chậm chậm bước tới, giọng dịu như nước. Anh Nguyên Nhược, đêm qua em lại chưa có ngấu hứng, làm một bài thơ, không biết đã đủ tinh tế chưa, mong anh Nguyên Nhược hãy nhận xét đôi lời nói xong lại lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa lên ai ngờ tây hành không tiếp nhận chỉ cười cười hai anh của cô tôi đều là nhân tài sao lại không nhờ mấy anh ấy chị bảo ngay lập tức mặc lan lúng túng lại phản ứng mau lẹ Trang tin sinh thường khen anh nguyên nhược là một người xuất sắc nên hôm nay em mới là muốn thỉnh giáo anh hà tất phải tiếc đôi lời bình luận cái miệng nhỏ bĩu lên lại hồn nhiên và xinh đẹp tề Hành nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận đọc Mạc Lan quyết định đứng ngay một bên, bước đến bên cạnh thì thầm to nhỏ. Sau đó trưởng phòng cũng đi tới. Ba người thảo luận, bằng chắc vế đối. Trường bác đứng một bên lại thoải mái ngầm ngà, không tham dự vào. Như Lan vẫn thở ơ lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang và nghiêm túc, cố gắng đứng thẳng lưng. Tới hôm qua, Lưu Ma Ma và Vương Thị đã dạy tiểu thư khuê các chân chính, muốn được người ta kính trọng thì không được tùy ý đáp lời người ta. Muốn nói thì, thì cũng hãy đợi tề hành đến tìm nàng nói trước mới đúng. Là thiên kim tiểu thư thì nên khoác lên cái dáng vẻ kiêu ngạo mới đúng đắn. Trong thấy bộ dạng này của Mặc Lan, ở trong lòng như Lan hận đến nghiến rằng, chỉ càng tỏ ra kiêu ngạo, cố gắng ngồi cho thẳng lưng. Mình là lại cúi đầu, thầm nhầm một trăm, trăm lần, sắc tức là không. Trang tiên sinh vừa vào lớp, liền thấy được châu ngọc rực rỡ khắp phòng im lặng bắt đầu giờ học tề hành được ưu tiên ngồi phía trước dáng cao giáo gần như đã che hết toàn bộ tầm nhìn của minh lan có tấm bình phong che chắn tốt như vậy minh lan ngủ gật ở phía sau từ sáng sớm đã bị như lan và mặc lan tranh giành nhau một hồi minh lan vốn đã mệt mỏi cứ gật gà gật gù như vậy rồi thiếp đi đến khi tỉnh lại minh lan trông thấy đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười đang nhìn mình em sáu ngủ ngon không Tề hành lại cười hiếp mí, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào với bộ vuốt mũm mím. Mình là lại cười ngây ngô hai tiếng. Ừ, cũng được, cũng được. Nàng mới tỉnh lại, nhìn bốn phía, lớp đã tan học rồi. Mọi người đang xếp sách vở, dặn dò thư đồng, nhà hoàn thu dọn giấy bút và nghiên mực. Tề hành xoay người lại, vòng hai tay đặt lên chiếc trên chiếc bàn của mình làn, lại cười cười. Em Sáu ngủ rất say, chắc là tối hôm qua đọc sách cả đêm, cho nên mệt mỏi có phải không? Mình lần lại sửa sang hai bím tóc cuộn tròn trên đầu, mặt dày nói: "Vâng, đúng rồi." Ý cười trong mắt của Tây Hành lại càng đậm, mình lần lại tiếp tục mặc niệm, sắc tức là không. Chiều hôm nay, mình lần vẫn không được ngủ trưa như trước, nhà có khách quý tới, mẹ của Tây Hành, Bình Ninh quận chúa tới thăm, đang ở Thảo An đường, nói chuyện với Thịnh lão phu nhân và Vương thị, chỉ còn chờ gặp mặt hai con gái của Thịnh ra một lần. Triều đình sắc phòng quận chúa nương nương tam phẩm, quả nhiên là khí thế phi phạm. Mình làn từ rất xa đã nhìn thấy mấy ngọn cây hoa quế xanh tươi um tùm ở thọ an đường. Tiếp tới là nhìn thấy bên ngoài thọ an đường, mấy hậu già và nhà hoàn run rẩy đứng cúi đầu, xếp ngay ngắn hai hàng. Phòng ma ma đã đứng chờ ở cổng, vừa nhìn thấy họ liền hướng vào bên trong nhà báo tin. Từ trường bách xuống dưới, ai cũng nín thở, lần lượt bước vào trong phòng khách thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi chính giữa cùng với thịnh lão phu nhân vương thị ngồi cạnh thịnh lão phu nhân ở trên chiếc ghế dài làm từ gỗ hải đường khắc bát tiên qua biển tệ hành lễ bước lên trước hành lễ với ba người sau đó đứng ở bên cạnh người phụ nữ diễm lệ kia nhanh tới dập đầu hành lễ với bình ninh quận chúa đi thịnh lão phu nhân nói sáu cô cậu của thịnh gia lần lượt dập đầu chào hỏi người phụ nữ diễm lệ rồi bước đến đứng phía sau của vương thị Minh Lan lấy lại bình tĩnh, lén quan sát bình ninh quận chúa, chỉ thấy nàng ta chắc là khoảng tầm 30 tuổi, vật bối từ xa tanh mỏng. Màu vàng nghệ, theo mấy nhánh mẫu đơn hồng đào, tôi điểm giữa những nhánh cây xanh cuộn cuộn. Bên trong, vận trung y cổ đứng bằng sa mỏng màu xanh nhạt, bên dưới mặc chiếc váy xếp ly màu xanh sẫm để lộ ra mũi hài gấm nhọn. Đầu hài điểm xuyết một viên chân trâu rất lớn, tóc mây bồng bềnh, trầm nhã như nước, mặt mắt liễu mày cong, cực kỳ quyến rũ, Nhìn kỳ thực, mặt mày như vậy có bảy tám phần giống với tề hành. Chẳng trách, tên nhái kia có khuôn mặt đẹp như vậy. Bình ninh quận chúa cho mỗi anh chị em một phần lễ gặp mặt. Trường Bách và Trường Phong đều là một miếng ngọc bội. Chất lượng như thế nào, Bình Lan vẫn là chưa nhìn rõ. Trường Đống là một con búp bê cầu phúc bằng vàng lấp lánh. Ba cô gái đều được tặng chuỗi ngọc trai phương nam hảo hạng. Viên nào viên đấy tròn vo, mịn màng lấp lánh, giá trị phi phàm. Thịnh lão phu nhân lặng lặng nói, Quận chúa đã là quá khách khí rồi, tại sao lại phải tôn kém như thế, làm cho chúng ta ngại quá. Bình ninh quận chúa lại mỉm cười. Mấy cô bé và cậu bé này rất đáng yêu, khiến cho ta rất là thích. Tích là bản thân ta không có được cái phúc phận đó, chỉ có mỗi hành nhi, cái đứa nghiệp chướng này. Hôm nay ta là thường nhiều hơn một chút có sao đâu. Huống hồ... À, chào ơi, khổ cho mấy đứa rồi. Mình là ngày tới mà kinh hồn bạt phía. Chuyện gì thế? Vương Thị lại cười cười, ngoảnh lại nói với ba cô Lan. Trang tiên sinh đã nói với cha con, sau này các con không có cần phải đi học với các anh nữa, chuyên tâm ở trong phòng mà học nữ hồng, lễ tiết mới đúng. Mặc Lan thất vọng hồi lâu, lại quay sang nhìn thấy Như Lan vẫn giữ được bình tĩnh, biết rõ lại chắc chắn nàng ta đã sớm biết chuyện, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Ngoại trừ thời gian đi học, bình thường nàng ta rất khó mà nhìn thấy tây hành. Nàng cũng không tự tiện xông vào trong lớp của trang tiên sinh được. Nếu như không có khả năng nhìn thấy Tề Hành, chỉ nói riêng về danh tiếng, thân phận cha mẹ thì nàng có ưu điểm gì? Nhớ tới khuôn mặt của Tề Hành anh Tuấn, giọng nói âm áp, mặc Lan lại càng oán hận mất mát, siết chặt nắm tay áo dưới ống tay. Nhất thời, đến cả Vương Thị nói ra cũng không lọt tay. Mình Lan cũng thở phào ra một hơi, tốt quá, nếu còn đi học với nhau, vậy thì học ở nhà hay là học ở đâu cũng sẽ thấy khói lửa đạn bay. A-di-đà-phật, à vô hình chung chiến tranh đã bị loại bỏ rồi, thiện tai thiện tai, tiếp tới bình ninh quận chúa lại cùng nói mấy câu với thịnh lão phu nhân mấy lần vương thị muốn chen miệng vào nhưng mà chưa tìm được thời cơ nói đi nói lại hồi lâu bình ninh quận chúa lại cười cười vậy vị nào là cô sáu ở trong phủ hành như về nhà cứ hễ nhắc tới nàng thì lại cười mãi không dứt đó minh lan đang suy nghĩ viện vông nghĩ ngày mai không cần đến lớp học bài nữa tống cổ nhóc đống đi sau đó khi thịnh an lão phu nhân phải lên giường ngủ cho một giấc thật đẫy không ngờ lại bị điểm danh trong lòng có chút thấp thỏm âu lo thịnh lão phu nhân lại cười gọi minh lan tới à, chính là đứa oan gia này đây vì được nuôi dưỡng bên mình mà ta lại không có bản lãnh gì để quản nàng cho nên có thể quậy tung trời rồi bình ninh quận chúa kéo bàn tay nhỏ bé của minh lan lại cẩn thận quan sát thấy mình lan giống như là một chú sóc nhỏ béo trắng ngây thơ và đáng yêu nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại rất thoải mái liền nói tốt lắm khá lắm cho con bé này chắc không được lão phu nhân thương yêu cháu ta mới gặp là cũng rất yêu thích nữa cháu mới ngả à, vậy cháu nói cho ta biết sau này cháu không thể nào đến học với chàng tiên sinh trong lòng của cháu không vui có phải không mình Lan bất chợt nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên mặt của Tề Hành, lại thầm nghĩ vấn đề này thực sự là phức tạp, đành phải ngượng ngùng nói. "Đâu đâu có, đâu có." Tề Hành thực sự là nhịn không được, che miệng đến gần tay của Bình Ninh quận chúa khẽ nói vài câu. Ngay lập tức quận chúa vui vẻ lại ôm Minh Lan cười, cười cười. "Hóa ra là cái này, đối với cháu là chuyện tốt sao? Cháu có thể tranh thủ được giấc ngủ trưa cơ đó." Mấy anh chị em cùng học với nhau đều nhìn thấy Minh Lan ngủ gật từ lâu, trong chốc lát cả phòng đều nở nụ cười. Như Lan tiến đến bên cạnh Vương Thị, thì thầm. Thịnh Lão Thái Thái nghĩ một chút cũng hiểu ra, lại chỉ vào Minh Lan cười không ngừng. Được, được, con đó chỉ được cái vỏ giống. Lần này không phải là đi học nữa, chắc là vui lắm đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại cúi đầu nghiến răng chửi thầm trong bụng. Tê Nguyên Nhược, người lại dám mất lẻo chuyện xấu của bà cô này, cẩn thận sinh con trai không có đó. Nghe Bình Ninh quận chúa vẫn còn nói tiếp. Hành nhi, chuyện này con không có nên nói ra công khai như thế. Con lại còn không có em gái ruột, sau này là phải thương yêu mình như như em gái mới phải. Thình lão phu nhân lại khẽ mỉm cười. Đâu có dám trèo cao như vậy đâu. Nhưng mà sắc mặt lại thay đổi, chốc lát lại lấy lại được bình tĩnh, cũng góp vui đôi lời. Mình làn lén lén nhìn về phía mặt làn và như làn, thấy các nàng ấy vẫn chưa tỉnh ngộ, chưa thấy thương hại trong lòng. Trường 25 Hai cách thu dọn chiến trường lưu Côn đỡ Vương Thị nằm nghiêng trên chiếu gấm mỏng manh ở trên sập tường phì, chèn vào sau lưng nàng chiếc gối theo mãng xà bằng kim tuyến. Như Lan bước kịp tới, vội vàng nói. Mẹ, mẹ nói chuyện chưa? Con... Vương Thị mệt mỏi khoát tay. Mẹ biết lòng của con, nhưng... Vô dụng thôi, Bình Ninh quận chúa không có xem trọng nhà của chúng ta. Như Lan lại trừng to mắt. Thế thì bây giờ phải làm sao? Còn thấy quận chúa nương nương hiền hòa cơ mà. Vương thị lại cười khổ, chậm chú nhìn gương mặt vô tri của Như Lan, bỗng nhiên nghiêm mặt. Còn cẩn thận mà ngẫm lại lời quận chúa nói với em sáu con hôm nay đi. Hãy động não một chút, chớ có tùy hứng hồ đồ mãi như vậy được. Như Lan cúi đầu cẩn thận suy ngẫm, dần dần hiểu ra, lại lẩm bẩm. Chẳng có lẽ... Sau khi suy ngẫm kỹ lưỡng, liền cảm thấy chán nản trong lòng. Nhìn Vương thị mặt xám như trò, Lưu Côn lại không đành lòng quần chúa nương nương kia quả như là cao tay cố tình viện cơ nói cô sáu chẳng phải là cậy cô sáu dáng vẻ trẻ con vừa không làm mất lòng người khác lại có thể nói rõ ra ý tứ của mình sao nhưng nhưng như lan đi tới túm đệ tay áo của vương thị lại vội kêu lên con con anh nguyên nhược vương thị lại bực bội gặt tay của con gái lạnh lùng nói cái gì mà anh nguyên nhược nó thì anh em cái gì với con về sau theo đúng phép tắc phải gọi người ta là cậu. Không được, sau này không có cần phải gặp nó nữa. Chị Lưu, về sau phàm là tề hành kia ở trong phủ, không có được để cho cô nằm rời uy nguy hiên một chút nào. Bằng không, giá pháp cứ chờ đó. Như là được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ Vương Thị lại khắc nghiệt như vậy, lập tức ngây người. Mẹ, sao, sao mẹ lại thế? Vương Thị lại ngồi phịch xuống, mặt mày nghiêm nghị. Đều là sơ suất của mẹ. Cứ coi như con là trẻ con, yêu chiều nhiều một chút cũng không sao không có nghĩ rằng con đã dần dần lớn lên rồi. Ngày hôm qua sau khi tề hành tới đây, mẹ nghe con nói thì là cũng trột dạ. Mới thấy con lỗ lăng. Nhìn xem bộ dạng của con thế này, đây là ăn mặc kiểu gì, hả? Trông chẳng ra dáng tiểu thư rộng đích nhà ra. Lại chẳng bằng cái đứa con gái đê tiện chuyên hành tranh kia. Ai, mẹ cảm thấy rất là mất mặt. Con mà nói còn vẫn còn không nghe lời. Ngay bây giờ, mẹ sẽ vả chết con đó. Bớt thò cái mặt ra ngoài là mẹ xấu hổ đi. Nhìn làn chưa bao giờ từng bị cuội trách như vậy, sợ đến mức nước mắt giàn rụa nghe mẹ mắng trướng tay phủ phục dưới chân của vương thị không ngừng nức nở lắp bắp vì vì sao vì sao lại mắng con vương thị lại thấy con gái dần dần lộ ra vẻ thiếu nữ biết không thể nào lại mềm lòng liền thản nhiên nói chị lưu đưa cô chủ khăn ướt lau mặt đi như lan Chưa có khóc lóc nữa con ngồi lên đây nghe mẹ nói như lan tự vào người mẹ khóc nức nở Vương Thị dường như nhớ lại chuyện khi xưa ở nhà mẹ đẻ. Bởi vì mẹ đã nhiều năm lấy chồng, trải qua không biết bao nhiêu khổ và ấm ức. Có lúc là bị người ta hãm hại, có lúc là do mẹ hồ đồ tự chuộc lấy. Bây giờ ngẫm lại, những lời bà ngoại của con nói với mẹ trước đây thực sự là lời vàng ý ngọc. Tiếc thay mẹ con ngày đó là một câu cũng không để ở trong lòng. Nên hôm nay mới là có cái con tiện nhân lâm tê cát đó. Bây giờ, con phải nghe theo lời của mẹ. Như Lan ngừng khóc, kinh ngạc lắng nghe. Vương Thị dừng lại một chút rồi nói. Việc hôn nhân đại sự này, Sự này đều là phụ mẫu chỉ mệnh, môi trước trì ngôn. Không có con gái nhà nào tự mình đáp lời cả. Cái loại điệu bộ mất mặt này là của phường vợ lẽ, là con tiểu thư rộng đích. Sao có thể làm như thế được? Trai dựng vợ gái gà chồng phải là môn đang hậu đối. Nếu như người ta không có ưng con, không xem trọng nhà ta, vậy thì con chẳng nhảy muối mặt đi bợ đỡ định nọt nhà người ta sao? Như Lan vô cùng tâm cao khí ngạo, tức khắc đỏ mặt, phấn nộ đáp. Dĩ nhiên là không thể rồi Vương thị trong lòng lại dễ chịu hơn một chút Con vẫn còn nhỏ Vui vẻ sống nốt như ngày khuê các đi Sau này con xuất giá rồi sẽ biết Thời con gái có bao nhiêu thoải mái Con mẹ ở bên là một tiểu thư ung dung tự tại Không phải là tốt hơn sao như Lan lại nhớ tới tề hành, vẫn không cam lòng. Thế, thế nhưng Nguyên... Nhưng cậu tề đối với con vô cùng tốt, có khi nào quận chúa nương nương sẽ đổi ý không? Cơn giận của Vương Thị lại bốc lên, lại mắng. Con, cái đồ chết tiệt, không có mắt nhìn. Người ta cho con ba phần tư sắc, con đã bị lừa đến chẳng biết Đông Tây Nam Bắc. Nghĩ lại mà xem, nó đối với ba chị em con không phải là đều khách khí như nhau sao? Lại nói tiếp, nó đối với Minh Lan là còn thân thiện hơn nhiều. Chẳng qua lời tuổi của con bé với con nhỏ, tính tình là con trẻ con. Huống hồ kết thân là do cha mẹ nó quyết định, chẳng cần là nó có ý định với con. Tề đại nhân và quận chúa tự lo được việc hôn nhân môn năng hậu đối. Cần gì tới con? Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. Có chừng mẹ mách với cha con, cho ăn đòn đó. Như Lan lại khóc ẩm lên, lại dậm chân. Mẹ! Vương Thị lần này lại cứng lòng, chỉ thang vọng Như Lan mà mắng. Con không cần thể diện nữa có phải không? Một tiểu thư thế ra, chẳng qua là gặp được cái tên con trai bên ngoài, liền dối ruột dối gan. Rõ ràng là mặt mày vô liêm sỉ. Như Lan bị mắng đến chóng váng, xấu hổ và giận dữ khôn kể. Nghiêng đầu chạy mất, vừa khóc vừa chạy. Lưu Côn muốn đuổi theo nó thì bị Vương Thị ngăn cản, ngược lại còn hướng về cây mảnh mà lớn tiếng mắng. Cho nó khóc, cái loại nghiệt trướng không biết hồi thẹn, khóc xong mà hiểu ra được thì tốt, còn không tỉnh ngộ ra thì ta đánh. Đánh cho biết lễ nghĩa, đánh cho biết liêm sỉ. Đi ra ngoài mà hỏi xem, làm gì có con gái nhà nào tự mình đề cập đến hôn nhân. Tiểu thư đứng đắn nhà người ta đều là nhờ trưởng bối làm chủ, bình thường một câu cũng là không có dám hỏi mới đúng. Muốn nói một câu cũng là có phải hồ thẹn chán. Đành rằng tuổi nhỏ kém hiểu biết, nhưng mà cũng có thể học được một chút cử chỉ đoan trang của chị cả nữa chứ. Đời này ta đúng là tạo nghiệp rồi Nên mới để ra cái con danh mặt dày chết tiệt Chỉ bằng đánh chết quát đi cho xong Như làn ở bên ngoài nghe thấy được Lại khóc long trời lở đất Một mặt chạy về khuê phòng Cầm đầu vào gối chăn Khóc chết đi sống lại Không chịu ngẩng đầu Vương thị vẫn ngồi yên Lừa giận phập phòng ở trong ngực Liều côn bước tới xoa dịu nàng Phu nhân cũng đừng có mà giận quá Cô chủ tuổi vẫn còn nhỏ Lại thường phân tranh với cô tư Cô ấy cũng không hẳn là thực sự không có hiểu được phép tắc. Chỉ là thấy thủ đoạn của cô Tư thì lại bắt trước. Nhất thời cành cựa nhau cho nên học theo mà thôi. Vương Thị lại căm tức. <laughs> Đều là tại cái con tiện nhân đó. Khi không, lại làm hư con của ta. Liều Côn bừng chén trà hầu Vương Thị xuống xong, lại thấy nàng ta xôi xôi, lại thăm dò. Vậy, tề ra bên kia, phu nhân thực sự từ bỏ sao? Đó, thực sự đúng là một nhà tốt. Vương Thị lắc đầu. Cùng là người làm mẹ Ta biết rõ tâm tư của quận chúa chứ Còn nàng ấy như vậy Tướng mạo đó, gia thế đó Sau này sẽ cưới một cô gái thế nào chứ Tuy nói láo nó ra nhà chúng ta cũng khá Nhưng mà rốt cuộc cũng không phải là con nhà hào môn quý tộc Lại chẳng phải là tâm phúc quyền quý của thánh thượng Bản thân tể gia lại là dòng dõi công hầu Làm sao mà coi trọng nhà chúng ta cho được Vương thị lại mím môi Một lời chết tâm Hôm nay nhớ, nếu như là hoa nhi không chừng ta là con đấu tranh một phen. Nhưng như nhì... Thở dài rồi lại nói tiếp. Không phải là nói ta xui xẻo. Luận nhan sắc, luận học vấn. Nó có gì xứng với tề hành nào? Lưu Côn lại cười nói. Phụ nhân thế mà đổi tính đổi nét rồi. Sáng suốt như vậy. Đảm bảo lo ra nghe thấy sẽ cảm thấy rất vui thích. Vương Thị thở dài. Ta đã ăn quả đắng nửa đời người mới thấu ra được. Xưa kia, cha mẹ của ta sắp cho ta cửa hôn sự này là cực kỳ mỹ mãn Mẹ chồng không lo, chồng lại thăng tiến. Dù không phải là đại quý đại, quý, đại phú, nhưng mà cũng là cơm áo sùng túc. Nếu như không phải là chính ta không có cẩn thận, làm gì tới phiên cái con tiện nhân kia phải vào trong cửa. Ngắm lại cuộc sống của chị ta bây giờ. Ai... Thực sự đúng là hung hiểm. Lại còn ganh tị ngày đó chị ấy sướng hơn ta. Chị ấy bản lĩnh thế mà vào khang gia con thánh như vậy đó. Nếu như mà ta... Ai... Thôi không nói nữa liêu Côn lại thu lại chén trà đá cạn, quay về tiếp tục xoay lưng cho Vương Thị nguôi giận. Lúc phu nhân mới 5 tuổi, lão già phải đi Tây Bắc tuần kiểm. Lão phu nhân nhất quyết đi theo cho nên phó thác người ông, ông cho ông chú. Cũng là phải nói ông chú đối với phu nhân khá tốt, nhà họ lại không có con gái. Lại là một chốn anh em thâm tình với lão già, cho nên đối với phu nhân là vô cùng nuông chiều. Nhưng mà nhà họ giữa cục cũng là nhà buôn bán, chỉ thức so thế nào đối với lão thái gia và lão phu nhân được. Bản lĩnh này của dì cả là do học được từ lão phu nhân, phu nhân 10 tuổi mới được đoàn tụ cùng với cha mẹ, sao có thể chê trách phu nhân được? Vương Thị lại dẫu dĩ. Tốt xấu trên đời này đều khó mà nói rõ được. Ta từ nhỏ soảng dính, chỗ nào cũng kém hơn chị ấy một bậc mà. Lúc lấy chồng, dòng dõi của nhà chồng chị ấy là cao hơn ta. Ta lại còn ấm ý một hồi suýt chút nữa bị cha ta phạt ra pháp. Ngày đó, mẹ nói với ta, thịnh gia nhân khẩu đơn giản, mẹ chồng không phải là ruột thịt tất nhiên là sẽ không lên mặt điều khiển con dâu chồng là cái đứa chỉ biết vươn lên hễ được hậu thuẫn sau này chắc chắn là sẽ có tháng ngày tốt lành chỉ cần bản thân của ta chọn đạo làm vợ vậy là tốt rồi vậy nhưng còn anh rể mặc dù dòng dõi hiền quý học vấn cũng là không tồi nhưng mà đối nhân xử thế không hề khoan dung lại là một cậu ấm mẫu thân lại còn không ưa nhân khang lão thái gia và cha giao tình sâu đậm cho nên mới kết thông ra giờ nghĩ lại lời mẹ nói quả nhiên là thấu đáo Lưu Côn lại cười nói, "Con gái á, chỉ có khi làm mẹ mới hiểu được lòng mẹ già, xem ra chính xác là như vậy." Vương thị cuối cùng lại lộ ra một vẻ cười cười, "Trước kia ta là con vị anh rể mà tranh giành âm ý với chị ấy, về sau khi mà chị ấy thắng, nghĩ lại bây giờ thấy thực sự là nực cười. Từng lai ta chọn con rể, chỉ cần được nửa bản lĩnh của mẹ ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Lưu Côn cũng cười, một lát sau bỗng nghĩ tới một chuyện mới nói, "Phu nhân Vậy người nói xem, cô từ trở về sẽ nói thế nào với dì Lâm? Dì Lâm liệu có tới tìm lão già để thuyết phục hay không? Vương Thị lại cười ầm. <laughs> Ta chỉ là mong nó tìm lão già thuyết phục thôi. Nó mà thực sự nói, vậy thì chờ đó mà ăn mắng. Vương Thị khó mà được một lần, liệu sự như thần. Đêm hôm đó, Thịnh Hoành tạm nghỉ ở Lâm Tề Các. Nàng nói cái gì? Thịnh Hoành hồ nghi. Mặc như còn muốn tiếp tục học trang tên sinh sao? Dì Lâm hồn dối thiếp biết lão già là để tránh hị tị hiềm như nhi và minh nhi thì không sao chúng nó vốn là cũng không có thích bài vở nhưng mà mặc nhi thì khác tính của nó giống với lão già từ bé đã có tri thức hiểu biết lễ nghĩa nên ngay trang tiên sinh dạy học rất là thích thú sao mà ngừng được giờ thiếp năn nỉ lão già cùng lắm thì học một cách bình phong có được không thỉnh hoàng lại câu mày không ổn đâu mặc nhi rốt cuộc là cũng chẳng phải là nam nhi dù là bụng đầy thi thư thì làm sao chẳng lẽ là còn đi khảo trạng nguyên sao con gái nhà người ta học ngần này sách vừa là cũng đủ lắm rồi. Sau đó ở trong phòng học nữ hồng đó mới là phải lẽ. Mình nhìn hôm kia làm cho ta một cái hà bao màu đen, vừa đứng đắn là còn vừa chẳng nhã, cực kỳ thích hợp. Mặc như cũng nên học một ít may vá theo thùa đi. Dì Lâm nghe đến như vậy, nghiến rằng lại cố nín nhịn, khẩn khoản đi tới bên người của Thịnh Hoành, giúp ông ta nhẹ nhàng xoa nắn bả vai, thư giãn gần cốt. Hơi thở như hoa lan sắp đến bên cạnh Thịnh Hoành, khẽ khẳng nũng nịu khuyên nhủ. Học hay không học đó là chuyện nhỏ Sao lão già lại không nghĩ đến chuyện lâu dài hơn Nghĩ tới cậu tề Lại còn ngấm tới mặc nhi Thịnh hoàng lại đứng phát lên Gạt ngón tay sơn đỏ mềm mại của dì lâm ra Quan sát dì lâm từ trên xuống dưới một lượt Dì lâm bị nhìn đến phát sợ lệ gượng gượng cười Hoành, hoành lang nhìn gì thế Thịnh hoàng lạnh cười Nhìn một chút xem Nàng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy Mở miệng ngậm miệng đòi làm mai với công tử hầu ra Dì Lâm nắm chặt tay áo của mình, lại run rộng. Hoành lang là, là có ý gì? Vậy chẳng nhẽ thiếp nói sai sao? Thịnh Hoành bước vài bước, vớt tay cho bọn nhà hoàn lùi xuống. Đến đứng cạnh trước song cửa sổ, lại quay đầu nhìn dì Lâm, trầm giọng nói. Ông ngoại của Tề Hành là Tương Dương Hầu. Năm xưa Tương Dương Hầu đã có công hộ giá, lại mất một chân. Thánh thượng liền ban cho con gái độc nhất của ông ấy, tước bình ninh quận chúa. Quận chúa tương đương từ nhỏ đã lớn lên trong cung, được sủng ái vô cùng. Tề đại nhân chức quan tam phẩm và lại chức chuyển vận muối xử ti. Đó là một công việc béo bở, không phải là thân cận quyền quý của thánh thượng sẽ không bao giờ được nhậm chức đâu. Còn có chuyện này nữa, Tề quốc công chỉ có một đứa con trai ôm yếu, đến nay không có còn nối dõi. Chẳng may có chuyện gì, không biết chừng là tương lai lập tức, chính là Tề hành đó. Thịnh Hoàng nói gắt giọng, nâng chén trà uống một ngụm rồi lại tiếp lời. Từ trước tới nay, công tử xuất thân công hầu bá phủ nếu như không phải là đứa soàng xính, không có chí tiến thủ thì cũng là đứa cường hào bừa bãi. Được như tỷ hành có năng lực triển vọng như vậy, chẳng có mấy người đâu. Dì Lâm nghe đến mắt mày sáng rực, trong lòng bừng bừng, hận không thể nào tức thì kén dễ hành. Tề hành về làm gì? Ai người thịnh hoành đổi giọng? Dùng ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn dì Lâm. Tề hành nhân phẩm ra thế như vậy, phụ mẫu xuất thần như thế, cưới con gái, nhà hào môn nào mà chả được. Lúc trước ở trong kinh, bà mối đến nhà nó hầu như đạp tung thềm cửa, đâu có đến lượt một chi châu nhỏ như ta. Dì Lâm lại trở thấy như dội nước đá vào đầu, lọng lạnh lẽo nhưng mà vẫn chưa từ bỏ. Quý nữ trốn kinh thành tuy nhiều nhưng mà có mấy người được như mặc nhi, xinh đẹp thì từ cao phú đều giỏi, sao lại không đến luật cơ chứ? Thịnh Hoàng lại cười lạnh. <cười> Nàng quả như là không biết điều, đường đường là con trưởng nhà công hầu, có bao giờ nghe thấy con cưới vợ lẽ về làm phu nhân chính thất hay không? Nàng dù mơ mộng hão huyền thì cũng phải có não chứ, nói ra chối để người ta cười cho mất mặt, dù là con đẻ của phu nhân như Như Lan người ta đây là cũng chẳng có coi trọng, huống hồ là thứ do vợ lẽ sinh ra. Lời nói vừa nóng đẩy lại vừa tàn nhẫn, tự nhiên là một đau gọn gàng chém xuống chóc đầy những mảng trên người của dì Lâm, còn lại hèn kém và xa rút. Dì Lâm không khỏi khóc nức nở. Lão già thì nói, hà tất mở miệng ngậm miệng là con đích thứ. Trước đây, thiếp đã nói rồi, thiếp sợ mình đây là vợ lẽ, cản trở việc trung thân của mặc Nhi. Quả nhiên là nói đúng mà. Thịnh Hoàng lại hừ nhẹ một tiếng. Lỡ cái gì mà lỡ? Do tự nàng cắt mau đơn đỉnh đầu. chị óc không có tỉnh táo, nghĩ xòa nghĩ riêng. Với cao cũng là phải có chừng mực thôi chứ. Mặc nhi xuất thân thế nào, nhà người ta xuất thân thế nào, nàng cũng phải cân nhắc một chút xem. Còn nửa đó mà nằm mơ giữa ban ngày, sao mà không bảo Mặc nhi đi làm hoàng hậu luôn đấy? Rõ là mơ mộng háo huyền. Dì lầm út như là bị đau khoét ngực, suy nghĩ một chút liền tự người vào Thịnh Hoàng giọng lại mềm mại như tơ. Hoành Lang. Việc này cũng không hoàn toàn chỉ là vì thiếp với Mạc Nhi, chẳng phải suy nghĩ một chút về tề gia. Giọng dõi tốt như thế, nếu mà có thể kết thân với nhà họ, không phải là con đường làm quan sau này của lão già nhất định là thuận buồm xuôi gió sao? Thịnh gia cũng sẽ có lợi không phải sao? Lão già đừng có ngại, cứ thử một lần xem thế nào. Giọng trầm trầm mềm mại, dịu dàng và xúc động. Thịnh Hoành nghe xong, trong lòng ấm lên một cái, liền quay sang như dị lầm. Thử một lần, Nam bảo ta đi cầu hôn sao? Dì Lâm thấy như vậy, mắt đẹp như tờ gật đầu. Thịnh Hoàng hít sâu một hơi, lại định thần, nổi nóng. Ta hôm nay thành thật nói cho nàng nghe. Đây là ý quận chúa muốn nam nữ khác biệt, ám chỉ không có nên để con gái trong phù cùng học chung đó. Ý của họ cũng quá ư là rõ ràng, chính là không muốn dây dưa cùng với con gái nhà chúng ta. Hơn nữa chính là sau này quận chúa có đổi ý, cũng sẽ không có tới phiền con vợ lẽ đâu. Dì Lâm lại không ngờ tới việc này, lại cả kinh. Là, là quận chúa nương nương, Sao lại thế? Thịnh Hoàng Định ngẫm nghĩ hậu quả trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Một tay kéo tay áo của dì Lâm té gạt xuống đất, lại mắng. Nàng bà ta thử một lần à? Nếu người ta tới cửa cầu hôn bị người ta từ chối, nàng bà ta về sau mà ở trước mặt của tay đại nhân làm sao mà đặt chân được? Nàng là đồ đàn bà rốt nát và ngu xuẩn khôn tả. Lúc nào cũng chỉ có tính toán vụn vặt cho bản thân thôi, cũng không có suy nghĩ cho cả một gia đình. Nếu như ta mà theo lời ngu xuẩn của nàng, sau này phá hỏng đồng đồng quan của ta, vậy thì ta phải làm thế nào cho phải đây? dì Lâm biết mình đã nói sai sợ đến tái mặt ngước lên khản giọng nói lão già mặc nhi từ nhỏ lớn lên nhàn sắc xinh đẹp không nói lại còn thông thạo thi từ ăn nói thì khéo léo thêm luận nghĩ sau này không thể nào để cho con thiệt thòi việc hôn nhân mới được lão già nó cũng là con gái ruột của chàng mà chàng cũng không thể nào bỏ mặc nó được thịnh hoàng lại thấy người đàn bà này vẫn còn lôi kéo giày dừa liền gạt bàn tay của nàng ra ra rồi nói chỉ cần là nàng không tham lam không có mưu toan với cao ta sẽ lưu tâm việc hôn sự của Mạc nhi sẽ không để cho nó thiệt thòi thôi 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 ta sẽ gọi người dọn dẹp uy như hiền ở phía tây Việt. ngày mai bảo mặc lan đến ở cùng với như lan sau đó sinh hoạt đều là do lão phu nhân quy định ở lại lầm tề các chỉ tổ hư hết hư thần mất nết học theo nàng chẳng lẽ tương lai cũng là muốn để cho mặc nhi đi làm lẽ sao dì lâm nghe xong không nói được một lời nào suýt thì ngất ôm chầm lấy Thịnh Hoàng đau khổ và cầu xin. Thịnh Hoàng lại nghĩ tới tương lai của con gái, liền nhẫn tâm một cước hất văng nàng ta, nhanh chóng đi ra ngoài. Dì Lâm phụ phục trên đất, Mặc Lan lại trốn sau bức rèm, mắt nhòe lệ, nhẹ nhàng đỡ Dì Lâm dậy. Hai mẹ con nhìn nhau hai hàng, nước mắt đẫm. Một lát sau, Dì Lâm kéo tay của con gái. Con của mẹ, đừng có nghe theo cha của con. Ông ấy là lại lão già, không có biết âm mưu thủ đoạn bên trong. Bản vị xuất thần còn không có bằng Như Lan nhưng mà luận dung nhan học vấn còn cái gì cũng chẳng hơn nó gấp 10 gấp trăm lần. Cũng là một cha sinh ra, vì lẽ gì mà sau này con phải chịu thua kém nó. Nếu như chính con không có mạnh mẽ tranh thủ lấy cơ hội, cái thứ tốt đẹp làm gì đến phiền của con? Vậy chẳng lẽ cầm tâm cả đời thua kém như Lan sao? Mặc Lan hai mắt đẫm lệ, mịt mùng. Nhưng, nhưng, cha mà biết sẽ không có tha cho con đâu. Cái đứa ngốc này còn phải thông minh lên chứ, đạt nhiều thành tích mượn thêm danh tiếng cha con sẽ không có phát hiện ra đâu. Con ngoan, con xinh đẹp, lại còn giỏi thơ văn. Thời gian lâu rồi là còn không có cho cậu tề trong lòng luôn là có con hay sao? Con của mẹ, đừng có khóc. Sau này đến uy nhuy hiền cũng tốt mà. Con hãy lặng lẽ nhìn xem như Lan có cái gì, thấy thiếu cái gì thì hãy đi đòi phu nhân. Phu nhân mà không cho <laughs> Thì mẹ nghĩ là mụ ta cũng chẳng có chịu nổi đâu Lão phu nhân không phải là nói con gái trước khi xuất giá Đều phải tôn quý như nhau sao khuôn mặt thanh tú của dì lâm lại chợt trở nên bén nhọn hết trường hết tập 9. mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của hồng phai xanh thắm